Xin chào quý anh chị ha. Mình đang đứng trên trục đường 17m thuộc nhóm 3 của dự án xây dựng Hà Nội, xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vị trí này là nó là mặt tiền của lô đất ngang 7 sâu 24. Giá khá là tốt. Hôm nay mình giới thiệu cho chị lô đất này ha. Đây quý chị này, lô đất ngang 7 sâu 24. 168m2. Đặc biệt là lô đất này nó nằm ở trên cái trục đường 17m, lộ giới 17m, vỉa hè 5m và lòng đường nó 7m, rất là đẹp. Đó, một điểm mạnh nữa là nó gần cái đường Nguyễn Văn Cừ luôn quý chị, ở chỗ xe đi đến đường Nguyễn Văn Cừ, cái Bùng Binh với cái đường N3 đấy nhỉ. Đối diện bên kia là khu đô thị, khu nhà xã hội và khu căn hộ Happy Home của chủ đầu tư DTA đấy quý chị. Rất gần cái đường Nguyễn Văn Cừ, đi khoảng độ 1,5 km nữa thì bên đây phải thì mình sẽ về khu công nghiệp Nhân Trạch ha. Rẽ trái khoảng độ 800m thì mình sẽ về đường Hùng Vương và đi về phà Cát Lái, cách đây khoảng độ 20 km nữa tới phà Cát Lái quý chị ha. Cách vành đai 3 khoảng độ 7 km từ vị trí đất này quý chị. Đường trước đất đẹp. Đường 17m lận ha, lô đất đây. Địa thế của lô đất này quý chị. Đẹp phẳng. Có nhà cũng gần đây, cũng có khá là nhiều nhà rồi quý chị. Thì căn mặt tiền của đường Nguyễn Văn Cừ kìa. Cách tút lên xuống cao tốc Bến Lức Long Thành khoảng độ 2 km quý chị ha. Cách sân bay Long Thành 13 km. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Nhà này phân khúc liền kề quý chị. Cái mẫu nhà liền kề của cái ngang 7 mình để trên màn hình quý chị ha. Xây khá đẹp và hiện đại đó quý chị. Lô đất này đang bán với giá trên chưa đến khoảng 11 triệu mỗi mét vuông đó quý chị. 11 triệu mỗi mét vuông, lô này 168 mét vuông, khoảng 1 tỷ 8 quý chị. Hơn 1 tỷ 8. Quý chị quan tâm liên hệ mình ha, số điện thoại có Zalo mình để trên màn hình thì mình sẽ gửi sổ và các cái thông tin cho quý chị về lô đất cho chị xem ha. Cách phố Lốc nữa là tới đường Nguyễn Văn Cừ, cho chiếc xe đang chạy đó quý chị là Nguyễn Văn Cừ ha. Lô đất này nó quay ra hướng mặt Nguyễn Văn Cừ rồi, cách phố Lốc nữa thôi. Chỉ khoảng độ 40 mét là mình tới Nguyễn Văn Cừ. Trục đường lớn và chính của dự án xây dựng Hà Nội đó quý chị ha. Lô đất giá tốt. Quý chị quan tâm liên hệ mình ạ. Xin chào, hẹn gặp lại chị ở video sau.